Các bạn ơi, sáng nay mùi tương sau khi ngâm đúng 7 ngày 7 đêm nó mới thơm lừng lên nhé. Còn chiều hôm qua bỏ ra ngửi nếm thì thấy nó cái độ nó gần được, nó giống như cái quả ương ương. Sáng nay là nó thơm lừng luôn một phát luôn. Thế cho nên các cụ ngày xưa, các cụ nhà mình giỏi, các cụ nhà mình siêu thế. Đúng 7 ngày 7 đêm. Nhưng tôi tính là sáng mùng 9 mà là bắt đầu ngả tương thế đấy. Thế cũng đồng đồng thời là hôm qua làm được cái món kim chi sung. Từ nay gọi cái này là kim chi sung nhá, bởi vì phong cách kim chi mà. Những cái món ăn mà mình học được ở các nước mà mình Việt Nam hóa nó trở nên là level nó lên một nấc. Rất đặc biệt. Thế là đây là tương, cà là gia bản, đây là tương. Đây, cái này siêu việt hơn cà nhá, tốt hơn cà, ngon hơn cà, giòn. Ăn một quả cà là 3 chén thuốc, thế còn ăn một quả sung này là 30 loại bệnh cho người nó chạy biến đi đâu. Bởi vì sao? Hệ tiêu hóa tốt hẳn lên. Thì các bạn cứ quan sát cái trung tiện của các bạn là các bạn sẽ thấy là cái mấy cái phân hàng ngày là các bạn sẽ thấy là cái hệ tiêu hóa nó tốt lên hay là nó xấu đi. Cái này nó bổ sung các enzyme. Nhất là các bạn còn ăn nhiều các cái loại đạm. Đạm động vật. Mỗi ngày ăn 1-2 miếng thôi. Ăn cho đều bạn đấy. Thế là cũng có duyên là làm sao là cô Thí cô có được mấy cái chum vậy. Có sẵn ở đây cô ấy sắm từ bao giờ ấy. Thế là cứ thấy lôi ra mà sử dụng. Thì cứ làm ít ít một này thôi.